Chào tất cả quý thầy cô. Trong video hôm nay, em xin chia sẻ về cái kinh nghiệm học và làm bài tập của module 4 bồi dưỡng giáo viên phổ thông, module 4 tiểu học. Còn về cách đăng nhập thì chúng ta thực hiện như những cái module trước nha quý thầy cô. Khi chúng ta vào trang rồi thì chúng ta sẽ nhấp vào đây chúng ta học. Thì ở đây việc đầu tiên vô thì chúng ta sẽ vào là giới thiệu module. Thì nó sẽ hiện ra cái video là giới thiệu về cái module mà chúng ta sẽ học. Thì quý thầy cô sẽ xem hết cái video này đến khi mà nó hiện cái dấu tích như thế này nè quý thầy cô, là mình hoàn thành xem cái mục giới thiệu module nha quý thầy cô. Thì tiếp theo em sẽ xem cái nội dung 1, khái quát về chương trình giáo dục phổ thông 2018. Chúng ta sẽ nhấp vào đây. Thì cái việc đầu tiên chúng ta sẽ đi thực hiện là chương trình giáo dục phổ thông. Ở cái chương trình giáo dục phổ thông thì quý thầy cô sẽ làm bài tập ở phía dưới cái video nào quý thầy cô. Thì gồm có hai câu, là câu 1 và câu 2. Câu 1: chọn từ thích hợp, từ gợi ý để hoàn thành nội dung dưới đây. Thì ở đây người ta cho chúng ta là một số cái từ gợi ý. Mình sẽ kéo và thả vào những cái ô trống này để hoàn thành nội dung câu trả lời số 1 nha quý thầy cô. Chương trình giáo dục phổ thông là toàn bộ phương hướng và kế hoạch giáo dục phổ thông, trong đó nêu rõ là quý thầy cô sẽ chọn mục tiêu. Chúng ta kéo và thả xuống. Ví dụ như nó đúng với cái từ khóa mà chúng ta cần điền á, thì nó sẽ là hiện ở đây luôn. Còn nếu mà chúng ta kéo cái từ mà nó không đúng á, thì là chúng ta nó sẽ không hiện ở cái nội dung này nhé quý thầy cô. Là trong đó nêu rõ mục tiêu giáo dục phổ thông, quy định yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực đối với học sinh, phạm vi và cấu trúc. Cấu trúc thì ở đây mình sẽ chọn cái từ là nội dung. Cấu trúc nội dung giáo dục, phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục, cách thức thì ở đây mình sẽ chọn cái từ là đánh giá kết quả. Mình sẽ kéo vào. Cách thức đánh giá kết quả giáo dục đối với các môn học. Chỗ trống này mình sẽ chọn cái từ là chuyên đề. Chuyên đề học tập và hoạt động trải nghiệm ở mỗi lớp và mỗi cấp học của giáo dục phổ thông. Thì ở đây là mình hoàn thành câu số 1 nè quý thầy cô. Tiếp theo thì mình sẽ sang cái câu 2 là chọn đáp án đúng nhất. Những thành viên nào đóng vai trò rất quan trọng trong xây dựng chương trình giáo dục nhà trường? Thì ở đây cho chúng ta là 4 câu. Câu nào đúng thì mình sẽ chọn vào câu đó nha quý thầy cô. Ở đây thì em sẽ chọn cái câu là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên. Khi chúng ta chọn nếu đúng thì nó sẽ thể hiện cái dấu tích màu xanh ở đây. Nếu như mà chúng ta chọn sai thì nó sẽ để là câu trả lời sai nha quý thầy cô. Ở đây mình chọn đúng rồi nè, nên mình đã hoàn thành hai câu. Thì mình sẽ bấm vào nút kết thúc rồi bấm OK. Thì khi mình đã hoàn thành câu 1 và câu 2 thì ở cái mục này nó đã hiện lên dấu tích nè. Thì lúc này chúng ta đã hoàn thành cái chương trình giáo dục phổ thông. Tiếp theo mình sẽ sang cái chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Thì chúng ta sẽ nhấp vào đây. Ở cái phần này thì chúng ta cũng sẽ trả lời hai câu hỏi nha quý thầy cô. Ở câu 1 và câu 2 nè. Câu 1: chọn các đáp án đúng. Chương trình tổng thể là văn bản quy định những vấn đề chung nhất có tính định hướng
của chương trình giáo dục phổ thông bao gồm. Như vậy là ở câu này là chọn các đáp án đúng nhất, có nghĩa là mình sẽ chọn nhiều đáp án nghe quý thầy cô. Ở đây em sẽ chọn đáp án là định hướng nội dung giáo dục bắt buộc về mục tiêu của chương trình. Rồi trong tất cả các đáp án trên thì em chỉ loại ra cái chỗ là phân phối chương trình là em không chọn, còn lại là mình chọn hết nha quý thầy cô. Thì đúng thì nó sẽ hiện dấu tích màu xanh ở đây. Như vậy là mình đã chọn đúng rồi đó. Chuyển sang câu thứ hai là chương trình môn học hoạt động giáo dục có những vai trò gì. Để trả lời được cho câu hỏi này thì quý thầy cô là sẽ trở về cái phần ở trên nè. Mình sẽ nhấn vào cái chữ đọc thì nó sẽ hiện ra cái nội dung của chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Thì chúng ta sẽ thấy được cái chỗ là vai trò nè. Chương trình môn học hoạt động giáo dục là văn bản xác định vị trí, vai trò môn học và hoạt động giáo dục. Thì ở đây chúng ta sẽ copy quý thầy cô, copy nguyên cái đoạn này nè. Mình sẽ sao chép và mình sẽ là nhập câu trả lời vào hộp thoại dưới đây. Thì mình sẽ nhập vào nè quý thầy cô, mình sẽ click phải nè. Mình chọn dán thì nó sẽ thể hiện cái câu trả lời của mình ở dưới đây. Xong mình nhấp ra ngoài một cái. Rồi sau đó nó sẽ hiện lên cái chữ kết thúc nè. Quý thầy cô sẽ là nhấp vào cái chữ kết thúc. Rồi sau đó bấm OK. Lúc này thì nó đã hiện cái dấu tích ở cái phần là chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Và mình đã hoàn thành thêm cái mục này nữa nghe quý thầy cô. Tiếp theo thì mình sẽ chuyển sang cái phần là nội dung giáo dục địa phương nha quý thầy cô. Thì ở cái phần này thì mình phải là trả lời hai câu hỏi. Thì câu hỏi thứ nhất là chọn từ thích hợp, từ gợi ý để hoàn thành nội dung dưới đây. Thì ở đây là cho chúng ta là một số cái từ gợi ý. Chúng ta sẽ chọn và kéo thả vào những cái chỗ trống để hoàn thành cái nội dung câu hỏi nha quý thầy cô. Thì ở đây nội dung giáo dục của địa phương là những vấn đề. Em sẽ chọn cái từ là cơ bản. Là những vấn đề cơ bản hoặc thời sự về văn hóa, lịch sử, địa lý, kinh tế, xã hội, môi trường, hướng nghiệp của địa phương. Bổ sung cho nội dung giáo dục. Ở đây em sẽ chọn cái từ là bắt buộc. Nội dung giáo dục bắt buộc chung thống nhất trong cả nước nhằm trang bị cho học sinh những hiểu biết về nơi sinh sống. Tiếp theo em sẽ chọn cái từ là bồi dưỡng. Bồi dưỡng cho học sinh tình yêu quê hương, ý thức tìm hiểu và vận dụng những điều đã học để góp phần giải quyết những vấn đề của quê hương. Thì ở đây là mình đã hoàn thành xong cái bài tập số 1 nè quý thầy cô. Chuyển sang cái bài tập số 2. Bài tập số 2 là phân loại và kéo thả. Ở đây thì là phân loại các ý thì gồm có là 3 cột nha quý thầy cô. Cột thứ nhất là một số nội dung giáo dục của địa phương cấp tiểu học. Cột thứ hai là đây chính là những cái nội dung mà chúng ta sẽ chọn để kéo phù hợp vào cái nội dung giáo dục của địa phương cấp tiểu học hoặc là cái yêu cầu nội dung giáo dục của địa phương cấp tiểu học. Đối với bài tập số 2 này thì mình sẽ lựa chọn những cái nội dung ở chính giữa, kéo thả vào bên trái hoặc là bên phải cho phù hợp nha quý thầy cô. Ở đây mình sẽ làm ở bên cái cột là một số nội dung giáo dục của địa phương cấp tiểu học. Đầu tiên thì em sẽ chọn cái nội dung là lịch sử hình thành. Mình kiếm đây, lịch sử hình thành truyền thống. Nhấp vào, kéo thả qua.
thì nó sẽ hiện qua cái cột bên tay trái nào quý, nào quý thầy cô. Thứ hai nữa, ý nữa là địa lý dân cư. Tiếp theo nó là lễ hội nghệ thuật. Phong tục tập quán địa phương. Cảnh quan thiên nhiên, môi trường. Đây, cảnh quan thiên nhiên, môi trường tự nhiên. Tiếp theo là ngành nghề, làng nghề. Mình sẽ chọn cái nội dung đây. Ngành nghề, làng nghề truyền thống của địa phương. Đây là một số ý trả lời cho cái nội dung giáo dục của địa phương cấp tiểu học. Những ý còn lại mình sẽ kéo thả vào cái yêu cầu nội dung giáo dục của địa phương cấp tiểu học nha quý thầy cô. Chúng ta kéo qua. Xong thì nó sẽ hiện lên cái nút kết thúc. Chúng ta sẽ nhấp vào đây. Rồi là nhấp OK. Là bạn có chắc chắn muốn kết thúc làm bài tập không? Chắc chắn thì mình sẽ bấm vào OK. Thì lúc này là nội dung giáo dục địa phương đã hiện cái dấu tích màu xanh này nè quý thầy cô. Mình sẽ chuyển sang cái nội dung tiếp theo là phát triển chương trình giáo dục phổ thông. Chúng ta là nhấp vào. Thì ở cái nội dung này chúng ta cũng sẽ trả lời hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, chọn đáp án đúng nhất. Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 được xây dựng theo hướng mở thông qua việc trao quyền, chủ động và trách nhiệm cho địa phương, nhà trường trong việc lựa chọn, bổ sung một số nội dung giáo dục và triển khai kế hoạch giáo dục phù hợp với đối tượng giáo dục và điều kiện của địa phương, của nhà trường. Ở đây thì mình sẽ chọn là đúng sai. Với câu hỏi này thì chúng ta lựa chọn là đúng nha quý thầy cô. Chuyển sang câu số 2. Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 thể hiện hướng mở trong quy định thời lượng giáo dục đối với giáo dục tiểu học như thế nào? Thì để trả lời được cho câu hỏi số 2 này thì quý thầy cô sẽ kéo vào lên trên nè. Mình sẽ chọn vào cái chữ đọc. Thì nó sẽ hiện ra cái nội dung phát triển chương trình giáo dục phổ thông. Thì chúng ta đọc. Thì chúng ta sẽ chọn cái nội dung ở cái dấu chấm thứ hai nha quý thầy cô. Chúng ta sao chép, lít phải sao chép. Rồi sau đó xuống câu số 2, chúng ta sẽ nhập câu trả lời vào hộp thoại dưới đây. Chúng ta sẽ nhấp vào rồi sau đó chúng ta lít phải. Chúng ta chọn là dán. Thì nó sẽ thể hiện cái câu trả lời của câu số 2 vào cái hộp thoại nha quý thầy cô. Sau đó chúng ta là nhấp ra phía bên ngoài. Nó sẽ hiện lên chữ kết thúc nè. Quý thầy cô sẽ nhấp vào cái chữ kết thúc rồi chọn OK. Ở cái nội dung số 1 á, thì nó gồm có 1, 2, 3 và 4 cái nội dung chúng ta cần phải trả lời câu hỏi. Khi mà quý thầy cô trả lời xong 4 cái nội dung này thì cái nội dung số 1 nó sẽ tự hiện dấu tích lên là mình đã hoàn thành cái nội dung số 1 trong cái module 4 tiểu học nha quý thầy cô. Bây giờ tiếp theo mình sẽ qua cái nội dung thứ 2 là kế hoạch giáo dục của nhà trường. Chúng ta sẽ nhấp vào đây. Khi chúng ta nhấp vào cái nội dung thứ hai thì việc đầu tiên chúng ta sẽ làm là khái niệm kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học. Thì để hoàn thành cho cái hoạt động này thì quý thầy cô sẽ trả lời hai câu hỏi là phía dưới cái video này nha quý thầy cô. Câu hỏi thứ nhất, chọn từ thích hợp, từ gợi ý để hoàn thành nội dung dưới đây. Thì ở cái câu 1 này cho chúng ta là một số từ gợi ý. Mình làm tương tự như ở trên nha quý thầy cô.
kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học là, ở đây em sẽ chọn từ là vận dụng, là vận dụng sự linh hoạt, sáng tạo chương trình phổ thông cấp tiểu học vào thực tiễn nhà trường cho phù hợp. Kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học, ở đây thì em sẽ chọn cái từ là tuân thủ. Tuân thủ mục tiêu giáo dục và yêu cầu chuẩn chương trình giáo dục phổ thông quốc gia và các yêu cầu giáo dục địa phương của các tỉnh, thành phố. Kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học có thể, ở đây em sẽ chọn cái từ là thay đổi. Có thể thay đổi nội dung, cách thức, tư liệu, thời lượng, hình thức dạy học phù hợp và có hiệu quả. Thì em đã hoàn thành cái nội dung trả lời câu hỏi của cái câu hỏi số 1 rồi quý thầy cô. Tiếp theo thì mình sẽ chuyển sang câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 là chọn đáp án đúng nhất. Những ai tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường phổ thông cấp tiểu học thì mình sẽ chọn là một đáp án duy nhất nha quý thầy cô. Ở đây thì em sẽ chọn cái đáp án là hội đồng giáo dục nhà trường, tổ chuyên môn và các giáo viên. Em sẽ chọn vào cái đáp án này. Sau đó thì chúng ta sẽ là nhấp vào chữ kết thúc. Chọn OK. Thì nhìn vào góc bên tay trái nó đã hiện cái dấu tích rồi nào quý thầy cô. Mình sẽ chuyển sang cái nội dung tiếp theo là mục đích của việc xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học. Chúng ta nhấp vào. Ở cái nội dung này thì chúng ta chỉ là trả lời một câu hỏi là xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học nhằm những mục đích gì. Để trả lời được cho câu hỏi này, quý thầy cô sẽ kéo về lên trên và chúng ta chọn vào cái chữ đọc nè. Thì nó sẽ ra được cái nội dung là mục đích của việc xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học. Thì quý thầy cô sẽ là chọn tô đen từ cái là việc xây dựng kế hoạch giáo dục cho đến hết luôn nha quý thầy cô. Rồi sau đó chúng ta lít phải chọn sao chép cái câu trả lời vào hộp thư thoại. Thì mình sẽ lít phải chọn dán là mình đã trả lời được cho câu hỏi số 2 rồi đó quý thầy cô. Mình lít vào màn hình rồi sau đó là nhấp vào chữ kết thúc. OK. Nhìn vào góc bên tay trái thì đã hiện dấu tích rồi nào quý thầy cô. Chuyển sang cái nội dung tiếp theo là các nguyên tắc xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học. Chúng ta nhấp vào. Thì để hoàn thành cho cái nội dung này, mình cũng sẽ trả lời hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, chọn đáp án đúng nhất. Phát biểu nào sau đây không phải là nguyên tắc xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường? Thì với câu hỏi này em sẽ chọn cái đáp án này là đảm bảo sử dụng các phương pháp phát huy tính tích cực hoạt động của người học. Sang câu thứ hai, chọn từ thích hợp, từ gợi ý để hoàn thành nội dung dưới đây. Thì ở đây cho chúng ta là một số từ gợi ý và hoàn thành nội dung câu hỏi. Là một trong những nguyên tắc xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học là đảm bảo tính logic của, thì em sẽ chọn cái từ là mạch kiến thức. Đảm bảo tính logic của mạch kiến thức, tính thống nhất giữa các môn học và các hoạt động giáo dục. Đảm bảo thì em sẽ chọn cái tổng thời lượng nha quý thầy cô. Đảm bảo tổng thời lượng của các môn học và các hoạt động giáo dục phù hợp với quy định trong chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 cấp tiểu học. Thì ở cái nội dung này chúng ta phải trả lời tới 3 câu hỏi thôi nha quý thầy cô. Hồi nãy thì em tưởng đó là có 2 câu hỏi. Bây giờ câu hỏi số 3 là có những nguyên tắc nào cần thực hiện khi xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường?
Thì để trả lời cho câu hỏi này thì chúng ta sẽ kéo về màn hình ở trên, chọn vào cái chữ đọc. Thì đây sẽ hiện ra là các nguyên tắc xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học. Ở đây thì chúng ta sẽ là quét đen chỗ dấu sao. Chỗ dấu sao đó quý thầy cô, mình sẽ quét đen và mình liếc phải, chọn sao chép. Rồi sau đó xuống cái nhập cái vào cái hộp thoại là mình sẽ liếc phải, chọn dán. Đây là mình được cái một ý đầu tiên rồi nè. Mình sẽ copy cái ý thứ hai. Ý thứ hai là sẽ ở ngay cái dấu sao thứ hai nha quý thầy cô. Thứ nhất rồi nè. Thứ hai ở đây. Tới mình chọn cái dấu sao thứ ba. Có 5 nguyên tắc cho quý thầy cô. Chúng ta là copy đủ 5 cái nguyên tắc thì thôi. Nguyên tắc thứ tư. Rồi mình lên copy cái nguyên tắc cuối cùng nữa là xong. Ngay vị trí này. Rồi sau đó chúng ta sẽ nhấp vào cái nút kết thúc, bấm OK. Thì nó sẽ hiện cái dấu tích là chúng ta hoàn thành nè quý thầy cô. Chuyển sang cái nội dung tiếp theo là ý nghĩa của việc xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực cho học sinh. Thì ở cái phần này thì chúng ta sẽ trả lời hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, chọn cặp tương ứng bằng cách liếc ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng. Lựa chọn và nói các nội dung ở cột bên phải phù hợp với các nội dung bên trái theo đúng ý nghĩa xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường. Với câu hỏi này thì mình sẽ thực hiện như sau quý thầy cô. Một là thực hiện nguyên tắc phân hóa trong dạy học và giáo dục. Ở đây em sẽ chọn cái là mỗi nhà trường có một đối tượng học sinh cụ thể. Em chọn vào cái nội dung này. Nội dung thứ hai là phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của nhà trường tiểu học. Phát huy. Thì em sẽ chọn vào cái từ tuân thủ. Tuân thủ các quy định của việc chính phủ và Bộ Giáo dục Đào tạo về vấn đề này như nghị quyết số 29. Thì em sẽ chọn nội dung này nha quý thầy cô. Tới cái thứ ba là phát huy được tính chủ động, sáng tạo, dân chủ của giáo viên và học sinh. Thì em sẽ chọn là tạo điều kiện cho giáo viên trong quá trình dạy học nha quý thầy cô. Mình nhấp vào đây. Thứ tư là nâng cao chất lượng của đội ngũ giáo viên, nhân viên. Thì ở đây em sẽ chọn cái nội dung là nghiên cứu sâu và nắm chắc mục tiêu. Thứ năm, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý. Thì em sẽ chọn cái nội dung là nâng cao năng lực quản trị dạy học giáo dục. Số 6 là huy động nguồn lực tham gia giáo dục nhà trường.
Thì em sẽ chọn nội dung cuối cùng ở đây là phối hợp tốt giáo dục gia đình và giáo dục nhà trường. Xong câu hỏi số 1. Đến câu hỏi số 2. Chọn đáp án đúng nhất. Ý nào sau đây không thuộc nguyên tắc phân hóa trong dạy học và giáo dục trong xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường? Với 4 cái ý trả lời thì em sẽ chọn cái ý là em sẽ chọn cái ý này nè quý thầy cô, là các nhà trường tuân thủ theo yêu cầu cần đạt và định hướng nội dung của chương trình giáo dục. Sau đó em sẽ bấm vào cái nút kết thúc, chọn OK. Nhìn vào góc tay trái thì đã hiện dấu tích là mình đã hoàn thành. Chuyển sang cái nội dung tiếp theo là định hướng cấu trúc của kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học. Ở cái nội dung này thì chỉ trả lời một câu hỏi nha quý thầy cô, là chọn cặp tương ứng bằng cách liếc ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng, nói đúng thứ tự đề mục trong định hướng cấu trúc của kế hoạch giáo dục nhà trường. Thì với câu hỏi này chúng ta sẽ là nói như sau. Mục 1 là mình sẽ nói vào là căn cứ xây dựng kế hoạch. Mục 2 mình sẽ chọn vào là cái điều kiện thực hiện chương trình trong năm học. Mục 3 Mục 3 thì mình sẽ chọn là cái mục tiêu giáo dục năm học. Mục 4 Mục 4 thì mình sẽ chọn là tổ chức các môn học và hoạt động giáo dục năm học. Mục 5 Ở cái mục 5 là mình sẽ nhấp vào cái giải pháp thực hiện. Mục 6 là mình sẽ nhắc vào cái là tổ chức thực hiện. Mục 7 là mình sẽ nhắc vào là phụ lục. Khi mình chọn xong thì mình sẽ nhấn vào nút kết thúc nha quý thầy cô. Sau đó thì mình sẽ bấm chữ OK. Mình nhìn vào góc tay trái thì nó đã hiện dấu tích nè, là mình đã hoàn thành cái nội dung này. Chuyển sang cái nội dung tiếp theo là quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường. Ở cái phần này thì quý thầy cô cũng trả lời hai câu hỏi nha quý thầy cô. Câu 1, chọn đáp án đúng nhất. Việc xác định rõ ràng, cụ thể và phù hợp các mục tiêu kế hoạch giáo dục phản ánh được các mức độ cao thấp của yêu cầu cần đạt về tri thức, kỹ năng, thái độ và định hướng giá trị là nội dung của bước nào trong quy định xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường. Thì ở cái bài tập cho chúng ta là 4 cái đáp án lựa chọn. Thì ở đây em sẽ chọn cái đáp án là xác định mục tiêu giáo dục của nhà trường. Chúng ta chọn vào đây. Sang câu thứ hai, để xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học cần thực hiện theo những bước nào? Thì để trả lời cho câu hỏi này, kéo lên trên và nhấp vào cái chữ đọc. Có câu trả lời nào quý thầy cô? Thì quý thầy cô sẽ là tô đen đến bước thứ tư. Là cái quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường là theo 4 bước. Quý thầy cô là copy từ cái chữ là quy trình cho đến là cái giáo dục của bước thứ tư là được. Lít phải chọn sao chép, nhấp vào và sau đó chúng ta lít phải chọn là dán. Như thế là mình đã trả lời được cái nội dung câu hỏi số 2 nha quý thầy cô. Rồi mình thấy nó chưa có hiện lên cái chữ kết thúc nè, thì mình sẽ nhấp vào màn hình bên ngoài, nhấp vào một cái thì nó sẽ hiện lên chữ kết thúc. Chúng ta nhấp vào, chọn OK là mình đã hoàn thành cái nội dung quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường.
chuyển sang cái nội dung tiếp theo là triển khai thực hiện, đánh giá và điều chỉnh chương trình. Thì ở cái nội dung này mình sẽ trả lời hai cái câu hỏi nha quý thầy cô. Câu hỏi thứ nhất, chọn đáp án đúng nhất. Ý nào sau đây không phải là việc triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường? Có là 5 ý trả lời thì chúng ta chỉ chọn một cái ý đúng nhất là tổ chức lấy ý kiến các thành viên, tổ chức lấy ý kiến các thành phần liên quan, hoàn thiện văn bản báo cáo hội đồng trường theo quy định. Mình sẽ chọn cái đáp án này. Câu 2, chọn từ thích hợp, từ gợi ý để hoàn thành nội dung dưới đây. Là mình sẽ chọn các cái từ gợi ý để hoàn thành nội dung câu hỏi. Hiệu trưởng thực hiện hoạt động giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch giáo dục hàng tuần thông qua kiểm tra. Thì ở đây em sẽ chọn cái từ là sổ đầu bài. Thông qua kiểm tra sổ đầu bài, qua dự giờ thăm lớp, qua chỗ chấm này em, chỗ trống này em sẽ chọn cái từ là quan sát. Qua quan sát hàng ngày, qua kiểm tra hồ sơ chuyên môn của giáo viên với mỗi nội dung trong kế hoạch giáo dục của trường, cần phân công ủy quyền cho tổ chuyên môn thực hiện việc giám sát, đánh giá để kịp thời, để có tác động điều chỉnh, đảm bảo thực hiện nghiêm túc chất lượng kế hoạch giáo dục. Xong thì chúng ta sẽ nhấp vào nút kết thúc, chọn OK, hoàn thành nội dung tiếp theo nữa nha quý thầy cô. Chuyển sang cái nội dung cuối cùng là vai trò của giáo viên trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục. Nội dung này nó cũng có hai câu trả lời. Câu hỏi thứ nhất là chọn đáp án đúng nhất. Trong xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường, người giáo viên đóng vai trò gì? Có 4 câu đáp án trả lời, mình sẽ chọn đáp án cái đáp án là đóng góp ý kiến, thực hiện và đánh giá hiệu quả kế hoạch giáo dục của nhà trường. Mình sẽ nhấp vào đây. Sang câu thứ hai, các thầy cô cho biết khó khăn có thể gặp phải khi xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường. Với câu hỏi này thì em sẽ trả lời như sau. Đây là cái trả lời theo cái ý riêng của em. Quý thầy cô có thể tham khảo, hoặc là mình trả lời theo cái ý nghĩ của mình thì cũng được nha quý thầy cô. Từ kết thúc nó chưa có hiện lên thì chúng ta sẽ nhấp vào màn hình. Nó sẽ hiện lên từ kết thúc, chúng ta sẽ bấm vào, chọn OK. Thì nhìn vào góc bên tay trái thì mình thấy được là nó đã hiện lên cái dấu tích màu xanh là mình đã hoàn thành cho cái nội dung vai trò của giáo viên trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục. Thì cái video của em đến đây là kết thúc nha quý thầy cô. Video của em hôm nay chỉ chia sẻ về cái đáp án phần tự luận trong cái module 4. Còn về bài tập cuối khóa thì em hẹn quý thầy cô ở video tiếp theo nha quý thầy cô. Chào tạm biệt quý thầy cô.